xuống xe nha bà con, vừa xuống xe nha. Hội trường quá to luôn mọi người. Xe vừa xuống nha. Đó, tới sân khấu rồi, thấy cái hình ảnh nha, cái sữa tú nè, quá dễ thương luôn. Đừng ngặt hay lên, đúng rồi, đó, cái này đừng ngặt hay đâu. Nước không? Quán, có lấy nước không? Hội trường siêu thị hội chợ thương mại đối diện biển nha mọi người, rất là to nha. Đó sân khấu nè mọi người, sân khấu à. Bé Long và bé Ly đang đi trước nha. Bé Long và bé Ly. Đó, họ chào thương mại quá to luôn mọi người ơi. Thưa quý vị, và hôm nay chúng ta gặp trở xuống ngôi sao sân khấu nghệ sĩ Kim Tiểu Long, ngôi sao ban nhạc PT HKT. Hôm ngày mai chúng ta cũng gặp gỡ với ngôi sao ban nhạc Lý Cũng Kiệt đêm ngày 13 tháng 5 cùng với rapper Thế Minh, ngôi sao ban nhạc Cung Vàng. Và ngày 14 tháng 5 chúng ta gặp gỡ với ngôi sao ban nhạc Hana Cẩm Tiên với ca khúc Đám Cưới Miền Tây, rồi Hết Sải Miền Tây ở làm gì ơi, lên ca khúc Tiền View. Quý vị cùng gặp gỡ với ngôi sao ca nhạc sĩ Sơn Hà với những ca khúc Không Ô Môi, Anh Ba Phía, Dây Được Định Bồ. Rồi ngày 15 tháng 5, quý vị gặp gỡ với ngôi sao ca nhạc Hồ Việt Trung với quý vị. Và lịch trình ấy thì chúng tôi đã chụp hình cũng như là đăng trên tất cả những trang mạng Facebook. Quý vị có thể là vào Facebook của biên tập thực hiện chương trình A Kim Vũ hoặc là của MC La Nhật Tiến thì quý vị có thể thấy được lịch trình đấy. Chúng tôi đăng mỗi ngày thì quý vị biết được tối nay là ai hát. Và bây giờ ai đã có vé trên tay, xin mời quý vị cùng với nam MC ca sĩ và người đẹp Lâm Chi bắt đầu giờ số. Rồi, dùng bên này thiếu hàng trị giá 800, tặng kèm là một con gấu bông. Quý vị tham gia chương trình một hình ảnh thôi. Rồi, tiếng nhạc vang lên luôn. Rồi, chúc quý vị có nhận được vé thật nhiều lắm. Rồi, còn cái vé về cho ta lên quý vị ơi. Những từ lấy cái cuối là những từ lấy vé may mắn quý vị. Có vé rồi, vé rồi cũng không sao, mang vé thật nhiều, thôi bây giờ trẻ càng cao. Thiếu hàng trị giá 800 và không mua 5 vé. Bà con quá đông rồi. 5 vé chỉ có 100 người đồng thôi, trẻ 800 thì có 700 thì đúng rồi. Bà con phát hiện ra anh rồng nhỏ Kim Tử Long và bé Ly rồi mọi người ơi. Nơi quá đông luôn nha. Rồi ai mua vé về đây nữa là con ơi. Rồi khu vực bên trên này có mấy anh chị đẹp đẹp kia có vé nè. Mà tôi có anh chị nào mua không? Mua vé cho anh chị, anh rồng cộng nhảy là cộng vé 800. Chà đời con ai chị vé đi nhờ mua vé hướng 15 đẹp vé là hết đi. Hết vé, còn vé chị lên đi rồi đây nè, chị đi. Chị gái đó vé trên đầu nè. Mấy chị ra, số chị đi, số chị ra, số chị ra. Mấy chị đi, mấy chị đi, xin mời cô bác có biết tuần này mình chờ lại đây. Ai chưa vé, mình giơ tay lên. Giơ cái tay, giữ cái tay, chờ lá vé tới ngày. Anh đợi nó có chạy cái ẩm thực kìa. Chạy cái ẩm thực, giơ tay mới chị đi. Rồi, nhớ cái thổ luôn kìa, biết chưa. Rồi, bà con có mua vé mà giờ ý mua vé nhiệt tình thì bật đèn lát dân lên nè, giờ dễ lấy lắm. Tại sở số luôn nha, cô chú mình nha. Số chị đa, số chị đi, số chị đi hết. Số chị đa, số chị đi, mây chị đa, chứ họ hàng ai. Hàng người luôn nha bà con. Hàng vạn người luôn nha. Quá đông luôn. Còn 2018, cần sao mua dùm em nha. Hết vé rồi chị, cần sao mua dùm em nha. Quá đông rồi bà con ơi. Thế là chị đêm 2018. Số chậu tiền 2018. Số đầu tiên với một con 28 vào hàng ba. Ba gì đây, ba gì đây với anh. Em mới là người tình trăm năm 35. Quá đông luôn bà con ơi. Kiên Giang hôm nay dậy sóng nha. Kiên Giang dậy sóng. Kiên Giang dậy sóng luôn bà con ơi. Con số chị đa, số chị đi, con số chị đi, con số chị đi, số chị đa. Tao đụng tao làm văn ước áo. Còn số 6, còn số 6, còn số 6, còn số 6,
còn số 6, còn số 6, còn số 6 giò hàng phố, số gì nữa, số gì đây, số gì đây cũng đang bé gáy. Còn số 7, còn số 7, còn số 7 là còn số 7, còn số 7, còn số 7, còn số 7 cho 50. Còn 10 chị ra, 10 chị đi, 10 chị đi, còn 10 chị ra, 10 chị đi, 10 chị đây nha, 10 chị đây. Người anh dây dưa kêu vui, trong đường vui năm bô năm đuối. Cùng nhau ta ca ta hát, cho một tim hoan ca tuyệt vời. Thì em yêu anh em đã sao một cho anh ông cháy. Còn 17, 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 còn 17. Trời ơi, bán vé lính mới nữa hả? Rồi, vào số tiếp. Chưa bà con? Chưa, chưa, chưa. Vào số tiếp. Còn số 5. Còn số 5, còn số 5. Vào số tiếp, vào hàng 22 gì đây? Hai gì đây, hai gì đây? Áo mới ở Cà Mau. Đó, quá đông rồi bà con ơi. 26. Về Kiên Giang. 26. Còn 26, còn 26, 26. Vào hàng 4. 4 gì ra, 4 gì đi, 4 gì đây nha. Bốn chị ra, bốn chị đi, bốn chị đây à. Mất anh rồi em phải làm sao? Một mười sáu, một vòng dạo quanh dừng xe lại. Rồi hai chú nhân đọc giải rồi, còn mong tham gia tham dự vòng quay mới luôn bà con ơi. Vòng quay mới tờ vé 20 đồng đọc giải là một chai nước hoa với phiếu hàng trị giá 700. Rồi xin chào anh, tờ vé ký hiệu 766 hợp lệ. Con số 46 giờ kia qua. Dạ 46 giờ điện kia qua có 1. 35. 35 có 2. 26. 26 có 3. Số cùng số 12. 12 hợp lệ. Hợp lệ số ngày chủ nhật thứ nhất. Chủ nhật thứ hai tại ký hiệu 766 hợp lệ 46 giờ kia qua. Có 1. 26. 26 giờ có 2. 17. 17 có 3. Số cùng số 5. Số 5 hợp lệ. Rồi hai chủ nhật giải bốc số một con gấu. Rồi dạ bốc anh trai đen trước đi. Hai lớn lấy con gấu nha. Đó thì hiện tại còn bên rồng nhỏ Kim Tử Long của chúng ta thì lượng bà con về quanh vẫn còn đông nha. Mấy anh Security vẫn đang túc trực đứng xung quanh anh rồng nhỏ Kim Tử Long của chúng ta. Thế là ta chúc mừng những chủ nhân tiếp theo của chúng ta ngày càng đẹp đến phần quà. Và bây giờ là phần và những phần quà tuyệt vời mà bác mấy anh security, mấy anh bảo vệ vẫn cho bà con lần lượt vào chụp hình nha. Vẫn cho, vẫn để bà con xếp hàng lần lượt vào chụp hình cùng anh Kim Tử Long nha. Sau tối nghệ sĩ Kim Tử Long đã hiện diện có mặt tại chương trình là món quà âm nhạc đầu tiên rồi. Và cùng với bé Kim Tử Ly, một trong những người con của cái đồng ra một câu hay quá quý vị ơi. Trời ơi.
ta thấy là với một cái tấm vé màu hồng chỉ với 20.000 đồng thôi, quý vị đã thấy là trải nghiệm rất là nhiều những mô hình tri ân của chương trình. Và sau đó quý vị xem những cái buổi ảo thuật, rồi còn gặp gỡ giao lưu với rất nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng. Với sự có mặt của ảo thuật gia tài năng Thanh Tâm, ngôi sao sân khấu nghệ sĩ Kim Tiểu Long, cũng có mặt của ngôi sao ca nhạc TTHKT. Và thưa quý vị, đây chỉ là mới phần khởi động thôi. Và chúng ta sẽ cùng đến với sự xuất phát đầy kỳ diệu và bất ngờ của tuần gia Thanh Tâm của sân khấu này. Đó là những bài thực hiện vô cùng bất ngờ, ấn tượng. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức sân khấu. Với một chiếc lồng thì áo tuần gia Thanh Tâm đã bỏ vào bên trong với hai chiếc bồ câu. Quý vị biết là trong cái đám đông như thế này sẽ có rất nhiều những thành phần xấu lợi dụng sơ hở của quý vị để thực hiện những hành vi xấu. Ở trên chúng ta nhớ đề cao cảnh giác và quý vị bảo quản với những tài sản cá nhân của mình. Quý vị nào có dây chuyền, đặc biệt là dây chuyền, điện thoại, bóp, ví cũng như là giỏ sách, chúng ta nhớ là giữ gìn cẩn thận những tư trang tài sản quan trọng của mình. Thưa quý vị, nếu như quý vị nào mà bất kỳ phát hiện một đối tượng nào đang thực hiện hành vi xấu, hãy đồng lòng, chúng ta đoàn kết giữ lại. Bên trong hội chợ ngày hôm nay, chúng tôi đã cử lực lượng công an và đội ngũ an ninh trực trong hội chợ ngày hôm nay đến khi mà hết chương trình. Cho nên chúng tôi rất là mong muốn tất cả quý vị hãy hợp tác với chúng tôi. Nếu phát hiện bất kỳ một đối tượng nào đang thực hiện hành vi xấu, chúng tôi sẽ đề nghị đến với đội ngũ bảo vệ an ninh cũng như là công an để hỗ trợ giúp tất cả quý vị. Hãy đề cao cảnh giác, tự bảo quản cũng như tài sản cá nhân của mình nha quý vị. Và bây giờ ai đã có vé trên tay, chúng ta sẽ cùng đến với phần bức tượng phòng số số trúng thưởng của Giang Thanh và Nhân Chi.
Rồi mở số luôn một con nha. Rồi tiếng nhạc vang lên. Rồi kết thúc chương trình này. Rồi bây sau chúng ta sẽ đón nhận và cùng lưu xem qua nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Dò số luôn, dò hàng số. Xuống gì đây, xuống gì đi, xuống gì đây. Xuống gì đây, xuống gì đi. Ban tổ chức cũng quyết định cấp vốn cho quý vị với vòng loại là 20.000 đồng, chúng ta nhận về 1 triệu đồng phiếu mua hàng cùng với một chai nước hoa xuất tay thương hiệu để gửi tặng cho tất cả quý vị. Đó là những món quà tri ân từ ban tổ chức để dành đến cho vòng loại này của chúng ta. Quý vị tiếp tục ủng hộ vòng loại này, giá vé 20.000 đồng và nhận về phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng, được tặng kèm một chai nước hoa chính hãng. Và chắc chắn đây là một chai nước hoa rất là thơm và mùi xa mùi hương rất là sang để mà gửi tặng cho tất cả quý vị với thành viên ban tổ chức của chúng tôi. Nhưng bây giờ xin được mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu. Thưa quý vị, chắc chắn đối với nghệ thuật cải lương là một trong những cái nôi văn hóa của nghệ thuật dân tộc Việt Nam của chúng ta, thì một trong những nghệ sĩ ưu tú một ngôi sao sân khấu đã có rất nhiều cống hiến về nghệ thuật cải lương và những bài tân cổ giao duyên được rất là nhiều quý vị yêu mến trên cả nước. Và cùng với đó, anh có một chất giọng khi mà hát những ca khúc về trữ tình dân ca được rất là nhiều quý vị yêu mến, đặc biệt là ca khúc Cô Một Người Dân. Xin mời quý vị sẽ cùng hướng mắt về sân khấu, dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt cùng thưởng thức qua những chiếc động cải lương, những bài tân cổ giao duyên với sự có mặt đặc biệt ngôi sao sân khấu nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Cảm ơn em. Với lời nói đầu tiên, Kim Tiểu Long xin chào tất cả cô chú các bạn, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Cho một tràng vỗ tay thật lớn nữa bà con ơi. Dễ thương quá. Hết bà con ơi. Xin cảm ơn những tràng vỗ tay của tất cả quý vị đã dành cho rồng nhỏ Kim Tiểu Long rất là nhiều. Cảm ơn tràng vỗ tay thật là thân thương. Bây giờ Long sẽ gửi đến ba câu vọng cổ bài hát rất là quen thuộc, bài hát được mang tên Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi. Bà con cô bác ơi, mua vé hết nha. Hết vé chưa? Trong ca bài này xong kêu cờ cho bà con dò. Không biết kêu cờ mà cũng kêu luôn. Còn vé nhiều không cô em ơi? Lên đường trong quân, xa phố vườn xa tiếng mẹ nhiều. Cho dù biên cương nơi hải đảo thôn nhà hiểm nguy, đẹp dễ lên đây báo cho mẹ ơi nhìn chi quê nhà sức khỏe nhìn giờ con sẽ quay về theo nhịp bước của đoàn quân ca, con sẽ quay về theo nhịp bước của đoàn. Mẹ ơi, đường hành quân qua nhiều hiểm nguy gian khổ, đêm từng đêm con giáp mặt với quân thù. Bao nhiêu biên giới xa xôi, đợt hải đảo mệt mù. Gìn giữ quê hương vườn ruộng xóm làng, nắng trưa hè trái gác giọt mồ hôi, đêm biên thùy xuống nơi lặng giá. Lấy tiền đi em, anh không có giữ tiền, anh chỉ biết đưa vé thôi. Đi theo bốn vé này trúng nè bà con. Ủng hộ cho Long nha. Ok, xuống tới luôn. Dẫn núi biên cương đang chuyển mình xoay, bình minh đang lấp lánh chân trời. Chỉ hướng động ngọn gió nào làm gió
Coi cái tay em giùm lên. Rồi chụp cho cưng. Ai lấy vé nữa không? Quá trời nhiều luôn rồi. Rồi hết vé này mình kêu số nha. Ở bên đây lùi lại một cái đi. Thôi chịu khó lùi lại một cái đi rồi xuống dưới nha. Từ từ rồi cũng tới. Rồi chụp đi con. Mình bằng tuổi cha mà kêu bằng chú buồn quá. Em mới năm nay đâu có nhiêu tuổi đâu bà con. Mới năm nay có 50 tuổi hả? Quá trẻ luôn hả? Con lấy tiền nha. Chú không có giữ gì nha. Lát mày đòi tiền tao bắt lỗ mũi mày à. Rồi con ai lấy vé nữa không? Đây nè lấy con ơi. Ở bên đây bạo động rồi. Ủa vậy hả? Chụp hình hả? Chứ lấy vậy. Rồi vừa bán vừa hát một bài nữa rồi hết bài này là kêu cờ nha. Một bài hát của sáng tác tôi thầy đừng hẹn gặp sau có thương thì thương kiếp này bởi vậy còn ủng hộ vé sổ lô tô thì ủng hộ kiếp này kiếp sau không có sổ lô tô cho mình dò đó nha bà con ơi. Hết bà con ơi. Vỗ tay nào quý vị ơi. Quá tuyệt vời luôn quý vị. Thương anh Long quá à. Quý vị thấy là từ ban tổ chức cũng thương, mọi quý vị cũng thương, quý vị anh nhiệt tình quá trời luôn. Dạ thôi anh Long lỡ rồi anh Long kêu cờ vui lắm mà con nói chứ anh Long kêu cũng vòng này luôn. Bà con có còn dám nghe Kim Tử Long kêu cờ nữa không? Vỗ tay lớn luôn quý vị ơi. Đúng không? Đó, vỗ tay bây giờ. Bây giờ đi hát thì phụ mà kêu cờ thì chính. Cái này là phải trả tiền kêu cờ nha. Kiếp này là đây là sao? Kiếp này là đây. Kiếp sau. Kiếp này là BD. Kiếp sau thì ôm môi. Trời ơi. Bành cái bài nhạc của người ta bà con kỳ ghê bà con. Rồi kêu cờ. Bán vé người ta kêu quá trời luôn rồi. Rồi còn mấy vé nữa bán cho bà con tiền giờ luôn nè. Mặc dù Long không có đi xuống dưới tại vì rồi, mình bận quá nha. Rồi nhưng mà thương ủng hộ hết đi lẽ đó để quá trời luôn rồi. Rồi dạ kéo lên nữa nè đó quá trời luôn rồi cố gắng lên nhanh lên phía trên nè em ơi nhanh lên chạy tốc cố gắng lên cố
đúng rồi. Anh Long bể hết xô rồi đó. Quý vị đưa tay lên cao nào, đưa lên cao nào. Mưa xô bên kia rồi đó. Lẹ, còn ai giơ tay nữa không? Bên kia dưới kìa. Dưới kìa. Còn mấy gì ra? 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 Chạy lẹ lên đi. Nổi cái đít của bà ẹo là hết giờ bà nội ơi. Lẹ lên. Còn mấy gì ra? 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 Lẹ lên. Còn mấy vé trên tay nữa cho hết luôn bà con ơi. 11 tôi hát không nổi, tôi đi bán, tôi đi làm đoàn hội chợ lô tô luôn. Tôi giật mối luôn. Do hang 1. Do hang 1. Tôi chỉ nói vậy thôi chứ tôi không đọc đâu. Khi nào hết vé mới đọc. Do hang 1. Còn một gì ra? 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 Hết vé chưa bà con ơi? Kiếp này là bê đê. Kiếp sau là ủ môi. Ủa vậy đúng không vậy? Rồi lát con ca lộn của bố con ca bậy mạ bài hát của tôi á. Thế con làm tôi liệu thế không? Còn một. Còn trên tay mấy vé nữa. Chừng nào đòn nó sổ em sổ. Kìa. Đó mấy vé thằng nó cầm nó lắc lắc ở dưới đó bà con ơi. Lấy giùm đi bà con. Hả? À, sổ nha. Sổ đúng không? Sổ nha. Ok. Do hàng một. Do hàng một. Không nơi nương náo. 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 Là con 16. Con 16. Con 16, con 16, con 16 do hàng năm. Con năm gì ra? Con năm gì ra? Con năm gì ra? Thôi thôi nàng ơi. Gái đôi nhịp cầu. Gái đôi ta nhịp cầu. Con 58. Con 58. Con 58, con 58, con 58, con 58. Do hàng chính. Do hàng chính. Nàng lưu kim đính. Nàng lưu kim đính. Là con số 9. Còn số 9, còn số 9, còn số 9, còn số 9, còn số 9 do hàng 4. Còn 4 gì ra? Còn 4 gì ra? Còn 4 gì ra? Còn 4 gì ra? Qua cơn nguy cố. Còn 44. Còn 44. Còn 44, còn 44, còn 44, còn 44 do hàng 3. Còn 3 gì ra? Còn 3 gì ra? Còn 3 gì ra? Còn 3 gì ra? Thương ai nhớ ai? Thương ai nhớ ai? Còn 34. Còn 34. Còn 34. Còn 34. Còn 34. Do hàng 4. Do hàng 4. Thương ai nhớ ai? Thương ai nhớ ai? Còn 42. 42. 42. 42. 42. 42. 42. Do hàng 4. Do hàng 4. Cái đầu nhám nhám. Cái đầu nhám nhám. Còn 48. Còn 48, 48, 48, 48, do hàng 1, do hàng 1. Chúc anh trai là gái giả trai, con 12. Còn 12, con 12, con 12, con 12, con 12, con 12, do hàng 3, do hàng 3. Con 3 gì ra, con 3 gì ra, con nơi đường náo, con nơi đường náo, con 36. 36, 36, 36. Còn 36, còn 36, còn 36 do hàng 2. Do hàng 2. Cái đầu nhám nhám. Cái đầu nhám nhám. Còn 28. 28 là lá cờ kinh xích lô. Trời ơi, chưa xích lô phải dừng chân mà tắt nhạc sớm vậy. Lò hơi tắt được rồi mấy ông nội. Ông trâu hết rồi. Hai người kinh luôn. Ok. Xích lâu nữa là mẫn hết dấu của ao. Hết sức rồi. Để em dò cho khách đi. Ok. Dạ 28. Con 28 mới kêu. Dạ có 1. Con số 12. Dạ có 2. Con số 48. Dạ có 3. Con số